Thưa quý vị, vào chiều nay 15 tháng 2, thì Cục Hàng không Việt Nam sẽ nhận chứng nhận đạt năng lực giám sát an toàn hàng không mức 1, tức CAT1 của Cục Hàng không Liên bang Hoa Kỳ. Và đây là điều kiện bắt buộc để các hãng hàng không Việt Nam mở đường bay tới Hoa Kỳ. Và dự kiến vào lúc 14 giờ ngày hôm nay, 15 tháng 2, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam sẽ làm việc với Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể để thông báo kết quả đánh giá của Cục Hàng không Liên bang Hoa Kỳ FAA về năng lực giám sát an toàn hàng không của Cục Hàng không Việt Nam được FAA thực hiện vào cuối năm 2018. Theo đó, thì chứng nhận Cục Hàng không Việt Nam đạt CAT1 về giám sát an toàn hàng không của FAA sẽ được trao trong cuộc làm việc này. Việc Cục Hàng không Việt Nam đạt CAT1 của FAA là điều kiện bắt buộc phải có để các hãng hàng không của Việt Nam mở đường bay tới Hoa Kỳ. Và đây cũng là một sự kiện có ý nghĩa rất lớn, nâng vị thế của hàng không dân dụng Việt Nam.